gỡ cái mặt con đen ơi nó ra nguyên đen. Đúng rồi. Cái này đúng không? Sao hình như mình đen hơn mọi người hay sao ấy nhở? Không, ông đen bằng tụi tôi mà. Đen hơn đi. Mình như nhà hết á. Không sao đâu, đen hơn thì núp dễ hơn thôi, không sao hết. Cục cưng gà quá dữ hư, cục cưng gà quá dữ hư. Chém được hai phát rồi. Cay thế nhờ. Đây bạn thấy ơi, này. Bạn hết màn ấy nha, bạn coi chừng á. À. Chí Kinh ơi đừng bỏ tụi tôi. Ông mà đây là tụi tôi chúng mấy thằng như cứt vậy đó. Đừng mà. Đúng rồi. Đừng mà. Trung bình á là gặp đi trong nhà đó luôn á là sẽ gặp 10 thằng như cứt. À. Mấy trận này gặp thằng Dễ Thương toàn là trận cuối mình nghỉ không à. Đó, thì... đúng rồi đó. Đây để tôi bảo vệ bạn nha. Chỗ không không đừng ra đừng ra đừng ra. Em cũng không. À, để xài cái súng này coi. Cái súng này sao thứ này không bật cốt được á. Còn một thằng. Thằng ba thằng. Ui quá mẹ. Chim thôi rồi. Đây em cảm giác là bữa nay em bắn cứng tay quá à. Bắn đã quá. Trời ơi cái súng hai hai cục này nó bắn. Còn quá giận quá giận thôi cái dục cái thôi qua đúng qua chỗ em đi qua chỗ em đi bắt là qua chỗ em đi bây ơi anh đang lút cái này cho anh thấy đi qua anh ơi đâu anh nói nó chạy ngang qua chạy ngang qua rồi chạy ngang qua rồi anh ơi hết rồi ha bé bé ủa bé bé nè một cái ba cơ. Ở đây ta sẽ bắn combo MG3 với lại UMP X6. Đi thôi, đi thôi. Anh ơi, em cần anh quá. Anh đề cao, anh đề cao. Anh đề cao. Ủa, mày không chèo anh hả? Anh đề cao. Qua đi, qua đi. Chỗ em chưa biết cờ ly chưa, không biết có người không nữa. Em không biết đâu nhưng mà... Có tới. Ô, em đang ui, 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 ui. Gì nhớ, gì nhớ. Nè, hồi lại xịt. Bốn thằng luôn, tứ. Hay quá, nó bông ơi. Thục chết rồi nó đi, còn hai thằng thôi. Hay rồi, quá. Đi, 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 đi. Đỉnh nha, đỉnh nha, đỉnh nha. Hay quá. Đỉnh nha. Ha, đỉnh nha. Thôi cục con xuống dưới lại đi, em lấy xe qua cho kiếm được. À, chích cần này uy tín nha, chứ không phải là chích cần như mấy cái thằng chó kia. Ok. Em thì bữa tôi gặp cũng thằng tên chích cần đó mà nó có ký tự thôi. Nó ngu như chích cần thì đúng. Nó đúng chích cần như cái tên đó luôn. Đúng rồi, nó chích trình cái tay nó vậy đó. Đúng, nó là cất trình. Đợi xí em lấy người qua mấy anh nha. Có lút trò của anh nha, anh giận đó. Có lút nha. Rồi luôn, rồi luôn. Cái đất tay anh phạt em. Má, ghê quá anh yêu ơi. Đây, phạt đi. Đứt đây. Trời ơi, ôi, chiếc kịch này đau quá, chiếc kịch này đau quá. Anh không nghe quay đâu, anh giúp những người giữ kẻ đâu. Chị nó mới có tính chinh phục. Nhìn nó đâm đê nhưng mà nó trần chuồng lắm. Ui, lát thế. Nhìn nó đâm đê nó trần chuồng lắm. Ui, ôi, chị kích trình á, á lộn, chích kịch đó, chích kịch đó. Ui, ui, lát. Chích kịch đó. Lát. Không có nghe, chết rồi. Không có nghe. Lát. Đợi tí. Lát. Đây rồi, bình thường rồi. Bình thường rồi. Bình thường rồi.
nghe vậy thì đón em đi. Là đáng đón đáng em, đón em, đón em. Giang quanh này. Hôm nay anh mang cho ông lấy. Anh lá cái gì vậy? Anh lá cái gì vậy? Rách. Ê, có người trên nhà thờ. Nhà thờ, cục đáy nhà thờ, cục đáy nhà thờ. Cục đáy nhà thờ, cục đáy nhà thờ. Ra. Là chim tôi sẽ là thầy cô câu chăn. Nó đi rồi. Ôi. Yếu rồi. Nó nhảy qua nhà bên kia rồi, nó nhảy qua nhà bên kia. Đây đây. Ôi trong này có 7 đứa luôn, bước vậy. Ba đứa. Đâu? Team mình nữa. Quên tính mình. Đi mình đó. Nó đâu trời. Mày. Chết kịch nè, y tính quá. Chết kịch này y tính quá. Uy tính luôn. Không như mấy cái thằng cất trình kia. À kìa. Cất trình kia đã bắn dở mà còn nó nhiều nữa. Quá dở. Ai sợ thì đi về. Phong cách. Đúng rồi, ai sợ thì đi về. Sao rồi? Cho tao về. Cho kìa, tao cứu xong rồi kìa. Cho tao về. Tiếng chân ngồi. Không nhớ lắm anh đi kìm anh. Này này nè. Ôi. Rồi. Kệ đi. Con đang bận đi. Chết không được con ra. Nó mệnh về cái gì? Ơi, có thằng giúp em nè, thằng nhà em nè. Đâu? Ôi, tập đầu thấy pha. Rồi, chết. Hay, ơi. Má kinh khủng. Nó vừa mới biến thành con dơi á. Vẫn còn một thằng bên đây à? Ủa, nó đâu vậy anh? Nó này là gì? Nha, nó nhanh khủng rồi này. Đây, thấy à? Okay. Yêu chính là anh. Yếu rồi nha. Hay. Dạ ok. Đang hồi máu đúng không? Không, là nó hồi máu tập rộ mà do tôi bắn hay quá nên nó chết đó. Không phải là nó hồi máu đâu. Con. Ê, con kia. Ôi. Bà ai nuôi? Nóc rồi. Hai thằng. Lên cứu được. Cứu đi. Đừng đẩy. Ôi, chỗ em nè. Yếu, ấy bao của bé kìa. Bao của bé các anh mình gặp kìa. Không sao. Nó ở đâu anh xin vị trí? Này, trước mặt nhà tôi. Cái xác tôi là đối đó, cái nhà đó, cái nhà ông đang nhìn đó. Không phải nhà bên kia đâu. Nhà chàng trước mặt. Hai thằng. Nó mở kính phải một thằng rồi kìa. Đây có xác em á. Quá dữ. Ơ, thằng bao của bé kìa. Thằng bao của bé nãy mình giết á, nãy mình giết ở ván với chị bò á. Phải cứ 18 kill là cái chó xì. Á, kinh khủng. Du hết, ai du là hết, ai du hết. Bé cơ. 20 kìa. Đi xe, kiếm xe đi bò thôi anh em ơi.
anh đi chỉ có hai vợ chồng mà chết hả anh yêu ơi. Anh yêu đúng mà rồi đó. Chết như là hai vợ chồng mà thôi. Nhưng mà em anh hai biết đứa em chết mấy kiều mình. Hả? Thôi anh em nghe. Chết với 8 kiều. Em ơi anh ơi. Chồng đi hầm chân chín nuôi đến nay. Vì sao cô lơn mà mày. Ê bông khói kìa. Thấy này. Bà nó sóng gió nè. Hồng nhang, á đâu hồng nhang hay sóng gió vậy. Trong nhà. Ôi. Ô ông này ông tay ông nhanh thiệt luôn. Vãi cứt. Anh nào mà phải im lặng cho anh ấy xử lý cho anh này. Awesome. Awesome. Thằng nào bắn đấy. Ê thằng bên kia. Lũ áo luôn kìa. Chó này. Nó gà kèo xuống luôn kia quá. Ông ơi bên kia okay. Em đổi. Ê, cái quay đó là đổi được cái đặc điểm nổi tiếng 500 điểm luôn á. Em vô mẹ PK em bắn. Em búp cho mọi người. Tin tưởng em, số 4 không có tin tưởng em. Số 4 không tin tưởng em. Em thấy rồi. Ừ, mưa em dựng cái nóc. Ui gớm vững bị ra trước sao lại ra trước sao lại ra trước ai à, thằng sinh sắc cắt chân này tiếng nhân này tiếng nhân này ồ tiếng chân này ê nó ở ngoài đây nè nó ở ngoài cái chỗ mà còn đạp lại cũng nước luôn. Anh vào lên đây, anh vào lên đây, anh vào lên đây. Ê, hai thằng lận BB ơi. Ok ôi trời ơi. Ôi ép mẹ 2k. Quá chị. Hay quá xị sắc ơi. Cháy bỏ bách té rồi. Chửi nó đi xị. Chửi nó con này nó. Không lạnh nè. Chửi nó đi. Anh Quỳnh mà chửi được chắc em cũng bái lại luôn. Trời đây. Thế thằng Lê Minh Tuấn kìa. Hồi nãy nó giết anh ở ngoài cái đợt đó. Ha ha. Ít cần canh tất, ít cần ít cần canh tất. Hay quá, hay quá. Đúng rồi, thằng tin gì tin. Thằng chó tin. Hay quá, sao bốc này. Bốc mấy cái gì ngang ngang ngâu. Mày bây giờ anh đang tới rồi nè. Number 4 à, anh đang tới với cục tân này. Lấy anh xuống đây. Tí la khó ăn rồi. Mở nha. Sao mở tiếng luôn nhân vậy? Là tiếng nhân chỗ em nè. Mở luôn đi, lấy nãy hồi tin. Nó ở trong này này. Có thằng mà. Ta đã lấy nãy hồi tin rồi. Lấy còn một. Thằng Tuấn yếu mà đang bơm máu. Đang bơm máu. Thôi quá. Ơi. Ui ở đâu vậy? Chỗ khác. Ở đâu vậy? Thì... chưa nhặt được hồi sinh trời ơi anh mất từ từ thôi anh từ từ đi
Anh bắn một bóng một sát thằng chỗ em mới giết anh có một bóng. Anh có rồi. Ô, nó phun ra từ từ. Đúng rồi, nó phun ra từ từ. À, DB nè. Này này, em lấy cái DB cái. Nó cào nát giác luôn rồi chứ. Thấy anh Huỳnh bị chết rồi kìa, ai ra chỗ nào? Ai ra chỗ nào? Tới chỗ anh Huỳnh. Ở đây nè, ra đây nè. Đừng quá, anh bốn đứa rồi anh. Bốn đứa luôn á, ghê chứ. Nguyên tim luôn. Thôi nha, ngồi xin em ở đây nha. Có bắn nhau không? Ừ, em vô cái khúc. Đâu, người đâu? Ai đây. Đây. Thôi vẫn còn này, vẫn còn. Đấy còn nè. Thằng nữa đâu? Hết rồi. Đi đâu không được, miễn sao cho tôi có kill đi. Tôi mới một kill thôi, tôi quá tức. Ê, con boss hay người? Con boss đi, ui cái toilet kìa, con boss kìa. Không phải boss. Ê, tại sao? Ê, tại sao? Mày đánh nhà nè. Tôi đã bắn yêu rồi mà. Bắn yêu, bắn yêu chết nó. Ê, lút rồi, lút gì nữa, lút gì nữa. Đây, có một kia. Đây, bắn đi. Ôi bắn đi, nó bắn lại kìa. Ôi giời ơi. Tôi đứng tôi cam tôi bắn nó, tôi bắn lén nó. Nhưng nó bắn lén nó. Kìa có thằng trước mặt, kìa đi ngửi trước mặt. Đây. Chơi thằng trước mặt này. Bắn bên kia đi. Bắn thằng bên kia đâu. Nó bay vào bo kìa. Một thằng. Lê lê chưa? Cứu bao nhiêu bắn đi. Thôi em quá bất lực. Ok, thằng nào bắn đấy? Nè. Trên đồi trên. Đồi trên số 4. Không thấy. Cái chỗ trên cái thánh á, cái chỗ trên cái thánh á. Nó trên cái thánh á. Ơi. Ôi giời. Vãi cần nằm đấy ạ. Anh đi ngoài em không bị thương cái này anh đi em mừng nhớ đi. Thôi mấy chị em chơi với nhau đi nhá. Bye bye. What? Yeah, anh thôi tạm biệt nha. Bye bye.